Thưa quý vị và các bạn, tỷ phú Elon Musk đã khẳng định bản thân có giấy tờ hợp lệ để kinh doanh khi đến Mỹ những ngày tháng đầu tiên, bác bỏ thông tin ông khởi nghiệp mà không có thị thực lao động. Trước đó, tại một sự kiện vận động ủng hộ đảng Dân Chủ tại bang Pennsylvania, Tổng thống Joe Biden mỉa mai thông điệp siết kiểm soát nhập cư của Elon Musk. Nhắc lại thông tin của Washington Post cho biết là tỷ phú Mỹ đã từng vi phạm luật nhập cư khi khởi nghiệp ở nước này mà không có visa làm việc. Ngày 27 tháng 10, tỷ phú Elon Musk phủ nhận thông tin từng là lao động chui, cho biết đã có visa làm việc tạm thời khi đến Mỹ đầu thập niên 1990. Trên mạng xã hội X, ông cho biết đã được phép làm việc tại Mỹ vì có thị thực J1, được chuyển đổi thành thị thực H1B. Thị thực J1 cho phép sinh viên nước ngoài tham gia các chương trình học tại Mỹ, trong khi thị thực H1B sẽ cho phép doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh người lao động nước ngoài đến Mỹ làm việc trong thời gian nhất định. Theo Washington Post, ngày 26 tháng 10 có bài đăng dẫn các thư từ, hồ sơ pháp lý và nhiều nguồn tin được cho là đã giúp ông Musk có được thị thực lao động vào năm 1996. Khi trước đó ông đã có kinh doanh tại Mỹ mà chưa có giấy phép, ông Musk đã đến Mỹ với ý định theo học chương trình sau đại học tại Đại học Stanford vào đầu năm 1995. Ông không ghi danh vào chương trình đó và bắt đầu xây dựng một công ty khởi nghiệp có vốn đầu tư mạo hiểm tên là Zip2. Đến năm 1997, ông mới có visa làm việc. Năm 1999, ông bán Zip2, thu về 300 triệu đô la Mỹ là tiền đề cho nhiều dự án tham vọng sau này.